Chào cả nhà, hôm nay mình đi ra thăm vườn. Mình thăm lại những cây nho này và mình sẵn mình chia sẻ cho cả nhà cập nhật lại coi những cây nho mình trồng nay nó lớn được bao nhiêu rồi ha. Đây, cả nhà còn nhớ những em nho này không ạ? À? Những cây nho này thì mình đã mua trái ở ngoài chợ và mình ăn. Xong mình thấy trái rất là to và ngọt, thì mình sẽ lấy hộp mình ươm trồng ha. Mình có chia sẻ video là cách ươm trồng nho từ hạt rồi ha cả nhà. Đó, nếu ai chưa coi thì có thể coi lại cô Đỗ Một ha, cách ươm trồng hạt nho. Thì sau 3 tháng mình ươm từ hạt thì cây nó phát triển như vậy nè cả nhà, rất là tươi tốt đúng không ạ? Và khi cây nó phát triển hơi cứng cáp thì mình đã chuyển qua bên cái chậu bự này nay được 3 tuần. Thì có ai coi video thì cũng biết ha, mình có chia sẻ video cách trộn đất á vào những cái chậu này và mình trồng những cây nho vào đây. Thì sau 3 tuần cây nó phát triển rất là tốt nha cả nhà. Cây nó cao lắm rồi ha. Và sẵn ở đây mình chia sẻ luôn là cách bảo vệ cây nho. Cây nho con á, thì nó rất là non nớt. Đó, cả nhà thấy không, nó rất là mỏng manh. Khi mà nó phát triển từ cái hột lên á thì nó rất là non nớt ha. Thì nó rất dễ bị những con côn trùng nó cắn, ví dụ như là ốc sên nè, hay hoặc là sâu bọ, hay hoặc là chuột, những cái loài gặm nhấm á, nó thấy non non là nó cắn à. Thì mình phải dùng cái lưới này, mình sẽ bẻ tròn nó lại và mình sẽ dựng nó vào đây. Đó, cả nhà thấy không, mình dựng nó đứng như vậy ha. Và bên dưới mình sẽ ghim những cái móc. Đó, cả nhà có thấy không, mình sẽ ghim những cái cây cây kẽm ha, kẽm nó hơi cứng cứng chút xíu, xong mình bẻ cong lại và mình sẽ ghim xuống cho những cái này nó chắc lại, nó giữ chắc lại ở trong cái chậu của mình. Đó, khi mình ươm trồng được một cái cây rất là cực ha, một thời gian cũng rất là dài. Sau 3 tháng thì cây nó mới được như vậy, nên cách mình bảo vệ cây cũng rất là quan trọng. Đó, mình bảo vệ cây để cho cây nó được phát triển một cách mạnh mẽ ha, không bị các con côn trùng nó tấn công. Đó, thì mình đã ghim những như vậy để cho giữ chắc lại ha. Và như vậy cây nó sẽ yên tâm nó phát triển. Đó, cả nhà nhìn lá nó rất xanh mướt ha. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi video nha. Hẹn gặp lại những video kế tiếp.